Đẹp không? Đi giới thiệu đi cô anh. Đây là núi, đây là sông. Nói giới thiệu đi, đây là núi, đây là sông. Dùng sao mà em có sông? Dạ. Yeah. Trên này cởi áo đây, nóng như đây. Ok, hôm nay mình chuẩn bị đi xe đô nào. Đi. Khúc này là nước sông trong xanh thật là đẹp. Ok. Mommy quay xong rồi mommy chụp nha. Lên mà nó chưa.